Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Đến với chuyện bên lề lần thứ 394. Trước khi đi vào những câu chuyện cũng như tâm tình với các bạn về những cái lá thơ gửi cho Việt Thảo, xin được thông báo cùng các bạn là hiện giờ Việt Thảo vẫn còn đang ở tại North Carolina, trong chương trình cung nghinh Phật học về với Thiền viện Minh Đăng Quang. Đây là tuần lễ cuối cùng và ngày thứ bảy chủ nhật này sẽ là 2 ngày cuối cùng ở tại North Carolina trước khi Phật Ngọc đi đến nơi khác. Trong thứ bảy và chủ nhật tuần này chúng ta có lễ truyền đăng, tức là lễ thắp nến cầu nguyện cũng như truyền cái ngọn lửa từ đấng tự phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái ngọn lửa từ bi và trí tuệ đến với các hàng đệ tử của Ngài và đến với các Phật tử. Cho nên các bạn gia đến tham dự. Và những cái ngọn nến đó sẽ được thả xuống hồ ở tại Thiền viện Minh Đăng Quang vào ngày thứ bảy này. Và trong 2 ngày thứ bảy chủ nhật cũng có nghi thức cuộc hành trình Tam Bộ Nhất Bái và nghi thức 108 lạy tĩnh tâm mỗi đêm. Cũng như chương trình văn nghệ cúng dường sẽ được các ca sĩ trình diễn. Các bạn sẽ đến tham dự nha. Và trong tuần tới, Việt Thảo sẽ có mặt ở tại thành phố Seattle ở tiểu bang Washington State ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Ở nơi đây, Việt Thảo sẽ có mặt ở tại một cái tiệc chay để gây quỹ xây dựng chánh điện Thiền Quang Tự. Với sự tham dự của các nghệ sĩ như là Ngọc Huyền, Mạnh Quỳnh, Đặng Quang Vinh, Lâm Mai Hương và ban nhạc The Rhythm Band. Chương trình bắt đầu từ 5 giờ chiều sẽ đón khách và 5 giờ 30 là bắt đầu vào buổi tiệc chay. Đó là vào ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2015, tại nhà hàng Grand Jumbo. Ở tại địa chỉ là 4028 Rainier Avenue ở South Seattle, Washington 98118. Các bạn nhớ đến ủng hộ và chúng ta có dịp gặp nhau để chụp những bức hình lưu niệm cũng như có cái dịp để mà đóng góp vào việc xây dựng cái chánh điện của Thiền Quang Tự, tức là chùa Thiền Quang ở tại thành phố Kent ở Washington. Sau đó thì ngày Chủ nhật, Việt Thảo sẽ bay thẳng qua thành phố Augusta ở Georgia để đến tham dự một cái chương trình kính mừng đại lễ Phật Đản ở chùa Diệu Quang ở thành phố Augusta. Và ở nơi đó, ngoài cái lễ Phật Đản lúc 11 giờ sáng, có chương trình văn nghệ từ buổi chiều từ 5 giờ 30 cho đến 10 giờ 30 với sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Quyền cũng như những ca sĩ ở địa phương như là Nhuận Kính cùng với ban nhạc The Augusta Band. Đây là một chương trình văn nghệ mừng Phật Đản ra đời. Và mỗi lần Phật Đản về thì tôi nhớ hoài cái câu chuyện là mỗi lần lễ Phật Đản thì chúng ta hay có làm lễ tắm Phật. Thì có một em mới hỏi tôi là: "Chú ơi, sao mà ông Phật bộ ở dơ lắm sao?" Tôi nói: "Ủa sao kỳ vậy, sao con dám nói Phật ở dơ?" Thì em mới nói là tại vì con thấy mỗi năm tắm Phật con lần. Cho nên lần này quý vị nhớ về tham dự nha, tại chùa Diệu Quang ở Augusta để tham dự đại lễ Phật Đản. Tham dự cái chương trình văn nghệ mừng Phật Đản cũng như để tham dự lễ tắm Phật và tìm hiểu cái ý nghĩa tại sao mà mỗi năm chúng ta chỉ tắm Phật có một lần, thực sự ông Phật có ở giờ hay không. Về vấn đề Phật Ngọc thì trong năm 2015, Việt Thảo còn 2 nơi mà Việt Thảo đã hứa với các chùa để làm MC cho chương trình Phật Ngọc. Đó là từ ngày 20 tháng 8 cho đến ngày 12 tháng 9 của năm 2015 ở tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, ở tại tỉnh xá Ngọc Sơn của Hòa Thượng Minh Thiện. Sau đó thì Việt Thảo đến với chùa Phật Quang ở tại thành phố Philadelphia của sư cô Tuệ Đức. Đây là cái chương trình Phật Ngọc cuối cùng trong năm 2015 mà Việt Thảo tham dự. Thì có nhiều người lầm tưởng là Việt Thảo là nằm trong phái đoàn Phật Ngọc thì thực sự không phải. Việt Thảo chỉ đến chùa làm MC cho chương trình Phật Ngọc thể theo lời yêu cầu hay là lời mời của quý thầy quý sư ở chùa đó mà thôi. Và trong năm 2015 thì Việt Thảo chỉ còn 2 địa điểm cuối cùng để tham dự Phật Ngọc. Có nhiều chùa có mời Việt Thảo nhưng mà rất tiếc là Việt Thảo bận trong cái lịch trình trình diễn của mình cho nên không có nhận lời được. Thành thật xin lỗi với quý thầy quý sư, trong năm 2015 không cách nào con nhận lời quý thầy được nữa. Và có lẽ chấm dứt 2015 thì Việt Thảo cũng không có cơ hội để tham dự với những chương trình Phật Ngọc khác nữa, vì Phật Ngọc đã về Việt Nam cũng như đi đến các nước khác trước khi trở về Úc Châu. Rồi,
Bây giờ bắt đầu vào chuyện bên lề 394 với câu chuyện được chọn lọc ngày hôm nay, đó là chuyện cục tẩy hay là cục gom do Trong Hoa Xưa chọn lọc và gửi về email của Việt Thảo. Câu chuyện này Việt Thảo thấy có rất lâu rồi, có nhiều người đọc rồi. Không biết Việt Thảo đọc chưa trong chuyện bên lề nha. Nhiều khi tuổi già rồi, lớn rồi, 61 tuổi rồi, cũng hay quên lắm. Nhưng mà nếu có đọc rồi thì các bạn nghe lại. Và nếu có đọc rồi thì các bạn nào nghe rồi thì nghe nữa. Còn các bạn nào chưa nghe thì có nhiều chuyện mới. Alright. Chuyện cục tẩy tức là cục gom như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Nhập đề bằng cái câu quá hay: sự dịu ngọt bao giờ cũng dễ đi vào lòng người hơn. Có người hỏi vì sao bút chì có tẩy? Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Để xóa đi những chữ viết sai, viết chưa đẹp, hoặc để xóa hoàn toàn một đoạn văn nào đó. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mình, phải chăng trong cuộc sống này, chúng ta cũng cần có một cục tẩy cho riêng mình, để xóa đi những sai lầm của người khác và của chính bản thân ta? Có lúc chúng ta keo kiệt, không dùng đến cục tẩy đó, khiến cho những trang giấy cuộc đời nhem nhuốc những dòng gạch và xóa. Bất cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm. Bất cứ ai cũng gây ra những lỗi lầm khắc sâu trong lòng người khác. Có người ghi nhớ để rồi mãi mãi khắc khoải vì vết thương đó. Có người để nó bị thời gian xóa đi, trống trơn phẳng lặng để viết lên những bài viết cuộc đời đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn. Người ta nói rằng cuộc đời là một trang giấy trắng và chính chúng ta sẽ quyết định viết nó như thế nào. Khi một đứa trẻ mới vào lớp 1, cô giáo không cho chúng viết bằng bút bi mà viết bằng bút chì. Bởi vì sao bạn nhỉ? Vì bàn tay yếu ớt của các bé nhất định sẽ có lúc viết những nét nguệch ngoạc, sai từ này từ khác. Và khi đó bé sẽ dùng tẩy để tẩy đi những chữ viết chưa đúng, chưa đẹp của mình. Chúng ta cũng vậy. Không ai sinh ra đã có thể viết lên những bài ca cuộc đời một cách hoàn chỉnh. Có lúc chúng ta vì vội vã mà đi sai phương hướng dẫn đến những hậu quả khôn lường. Có lúc vì chủ quan mà mắc sai lầm không thể sửa chữa. Làm thế nào đây? Ngồi trách móc bản thân và hứng chịu những lời trách móc của người khác, như vậy có giải quyết được gì không? Lúc ấy, chúng ta cần biết tẩy đi những sai lầm mắc phải và làm lại từ đầu với những bước đi thận trọng hơn. Không ai có thể trưởng thành mà chưa một lần vấp ngã hay mắc sai lầm. Mỗi em bé trước khi biết đi cũng trải qua quá trình chập chững với không ít lần vấp ngã. Đừng tự trách bản thân mình quá nhiều bạn ạ. Cũng như đừng trách móc những người khác, khiến họ cảm thấy mình kém cỏi mà mất hết niềm tin vào chính bản thân họ. Hãy biết chấp nhận sai lầm như một điều tự nhiên trong cuộc sống để đối mặt với sai lầm và thất bại một cách nhẹ nhàng hơn. Bạn biết đấy, cục tẩy sinh ra để xóa đi những chữ viết chưa được tròn trịa, chưa được chính xác, thì chúng ta hãy dùng cục tẩy của mình, sự bao dung và tha thứ để tẩy đi những sai lầm của mình và người khác mắc phải. Đừng quá khắt khe với người khác, cũng đừng chỉ nhìn vào những sai lầm của họ mà đánh giá con người họ. Bất kỳ ai cũng có lúc mắc phải sai lầm, quan trọng là họ biết mình sai để sửa. Còn chúng ta đừng chỉ biết nhìn vào những sai lầm đó mà hãy nghĩ đến những gì họ đã cố gắng, đã nỗ lực để làm tốt công việc của mình. Có câu chuyện về chiếc bánh bị cháy. Bạn đã nghe bao giờ chưa nhỉ? Một người phụ nữ phải làm việc 8 giờ một ngày, lại còn chăm sóc gia đình và làm hết mọi công việc của một người nội trợ. Một ngày nọ cô mệt nhòi với hàng tá công việc ở cơ quan khiến cô có cảm giác như kiệt sức. Về nhà, cô còn phải dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho chồng và con của cô. Khi người chồng đón con từ trường về, cũng là lúc chị nướng xong mẻ bánh quy ở trong lò. Thế nhưng vì quá mệt nên cô đã để quên nó một lúc khiến cho một vài chiếc bị cháy. Lúc ăn tối, đứa con quan sát xem có ai nói gì về những chiếc bánh cháy đó không. Nhưng chẳng có ai lên tiếng cả. Khi dọn bát đĩa, người vợ ngỏ ý xin lỗi về những chiếc bánh cháy, nhưng người chồng dịu dàng nói: có gì mà em phải xin lỗi chứ? Hơn nữa mùi vị chiếc bánh ấy rất ngon. Người vợ mỉm cười hạnh phúc. Khi đưa con đi ngủ, nó thầm thì hỏi bố nó: có thật bố thích ăn bánh quy cháy không? Không, con ạ. Anh ta nói với con. Nhưng hôm nay mẹ con rất mệt mà vẫn phải chuẩn bị bữa ăn cho bố con chúng ta.
không nên làm mẹ buồn mà một vài chiếc bánh trái có ảnh hưởng đến ai đâu chứ. Thế đó, có bao nhiêu người không để ý đến một vài chiếc bánh trái trên đĩa bánh? Không nhiều lắm phải không bạn? Cũng như vết mực đen trên tờ giấy trắng. Có lúc chúng ta chỉ biết nhìn vào những sai lầm, khuyết điểm của người khác để rồi lên tiếng chỉ trích mà quên rằng họ đã cố gắng rất nhiều. Hãy sống bao dung hơn bạn nhé. Để cục tẩy của bạn mòn dần theo năm tháng. Đừng bao giờ để cục tẩy của bạn mãi mãi như mới xuất xưởng, mới ra lò. Bởi vì nếu không sử dụng đến nó, cuộc đời của chúng ta sẽ chi chít những vết gạch xóa sau những lần mắc sai lầm. Một tờ giấy như vậy có đẹp đẽ gì không bạn? Hãy để nó là một tờ giấy được viết nên bởi những trải nghiệm, những thử thách, quyết tâm và cả sự tha thứ và bao dung nữa, bạn nha. Hay quá là hay, đó là chuyện bên lề với câu chuyện cục tẩy, tức là cục gom, chuyện bên lề 394. Bây giờ, đến phần trả lời thư tín nha. Phần trả lời thư tín, phần tâm tình với các bạn qua những bức thơ mà các bạn gửi cho MC Việt Thảo ở địa chỉ mcvietthao@yahoo.com. Trong những cái câu hỏi, trong những bức thơ gửi cho Việt Thảo, có nhiều bức thơ trùng lắp. Có nhiều bức thơ gửi đi gửi lại nhiều lần hoặc là ý tưởng giống nhau, nhưng mà của khác người. Cho nên, nếu mà trả lời hoài một đề tài thì nó cũng sẽ là một sự nhàm chán. Nhưng không trả lời thì các bạn trách tại sao thơ tôi gửi hoài mà ông không trả lời. Thôi thì mình cứ trả lời. Nghe, tới đầu hay tới đó. Xin được giấu tên, chú ơi, con năm nay 21 tuổi, càng lớn, con lại càng thấy cuộc đời khắc nghiệt quá. Bây giờ con chỉ muốn tự tử. Chú Thảo cho con lời khuyên được không? Con đang mất định hướng. Cảm ơn chú và chúc chú thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Cái thứ nhất, nếu con thấy cuộc đời này khắc nghiệt quá, bây giờ con chỉ muốn tự tử. Nếu mà con cảm thấy rằng cái sự tự tử tức là con giết chết con đi, con chết mà cuộc đời này không còn khắc nghiệt nữa, thì con nên đi chết. Đi chết liền. Mà nếu mà thật sự cái chết của con làm cho cuộc đời này nó không có khắc nghiệt, không có xấu xa, không có tàn nhẫn với nhau, nhớ nghe, rủ chú đi chết theo với con. Nếu cái sự kết liễu cuộc đời của mình, cái sự chết của mình làm cho cuộc đời này nó tốt hơn. Nhưng mà thật sự cho dù con có chết, chú có chết, cuộc đời này nó vẫn khắc nghiệt như vậy. Nó không đẹp hơn chút nào cả. Thì chết để làm gì? Phải không? Đó là chuyện thứ nhất. Bây giờ, nếu con nói rằng cuộc đời này khắc nghiệt quá đến độ con muốn tự tử con chết, thì hãy cho chú biết trước đi. Nó khắc nghiệt ở chỗ nào? Mình không thể nói chung chung được. Chẳng hạn mình nói, ồ cái thằng cha đó xấu lắm. Không thể dùng cái chữ đó mà chụp cho cái mụ xấu. Giống như con không thể nói rằng cuộc đời này khắc nghiệt rồi con muốn chết. Phải nói rõ ra, người đàn ông đó xấu là xấu chỗ nào. Chứ không thể nói người ta xấu. Cũng như nói bà đó nhiều chuyện chỗ nào. Có nhiều người đọc lắm nghe. Nói, ôi, cái thằng đó đó, mất văn hóa chỗ nào. Cho nên một cái lời nói của mình hại người ta. Con nói được cuộc đời này khắc nghiệt, chú đâu có thấy khắc nghiệt đâu. Đó, hãy cho chú biết nó khắc nghiệt ở chỗ nào. Email cho chú, nghe. Nói rõ đi. Khắc nghiệt chỗ nào? Thật sự nó khắc nghiệt đến độ mà con có thể tự tử, mà chú chấp nhận nó là khắc nghiệt thì con tự tử. Alright. Cho nên khoan hãy chết. Gửi thơ cho chú, tiếp tục gửi cho chú, cho biết nó khắc nghiệt chỗ nào. Để chú cháu mình nói chuyện với nhau tiếp. Nha. Cảm ơn. Chuyện bên lề lần thứ 394 xin được tiếp tục. Chú Việt Thảo cho con hỏi. Chào chú Thảo, con có hỏi chú về việc tự giải quyết đó. Cái này là trả lời lần trước nè. Bây giờ thơ gửi tiếp. Chú ơi, cho con hỏi thêm chú về việc con bị nghiện coi phim đen thì giờ phải giải quyết như thế nào? Hả chú? Con đã cố gắng bỏ mà bỏ không được. Con cứ tìm đến nó hoài như vậy có sao không chú? Chú chị em cai nghiện với con. Cảm ơn chú. Cái gì nó cũng có cái hệ lụy, có cái liên quan với nhau, có liên đới với nhau. Cái thứ nhất, hồi đó con hay tự giải quyết. Đúng không? Là tại vì con lớn lên trong cái tuổi trưởng thành, kích thích, cần thiết giải quyết vấn đề sinh lý con tự giải quyết. Rồi bây giờ đó, con bị nghiện coi phim đen. Thực ra đó, người nào cũng vì tò mò lắm. Từ nhỏ lớn lên, thấy có phim X, phim đen là coi cho biết. Nha. Rồi chính vì cái chỗ con tự kích thích con tự giải quyết. Rồi con coi phim đen. Chính cái phim đen, phim X đó, con coi
nó sẽ kích thích hơn và con lại tự giải quyết, nó có quan hệ với nhau. Vì muốn tự giải quyết con đi coi phim đen, và coi phim đen con tự giải quyết. Cho nên để muốn chấm dứt không coi phim đen thì con phải chấm dứt cái chuyện mà kích thích con. Con cái này không phải con muốn, mà con muốn coi phim đen để con tạo cái sự kích thích cho con nhé. Chứ thực sự phim X, phim đen chẳng có gì lạ, chỉ có làm tình với nhau, chỉ có vậy thôi. Rồi sau này nó làm lesbian với nhau, tức là nữ với nữ với nhau, hay là gay gay với nhau, hay là nó làm ô cha đủ trò hết, chỉ xây qua rốt cuộc kết quả là gì, chỉ vấn đề là sex có nhiều đó thôi. Thật sự mà nói khi coi rồi nó coi hoài nó chán chết đi, trừ trường hợp như những người muốn tìm cái sự kích thích, tìm cái cảm giác trong cái phim đó cho mình, đơn giản như vậy. Cho nên một trong những cái hay nhất là đi lập gia đình. Chỉ có lập gia đình thôi, rồi chỉ có vậy thôi. Mà cái quan trọng là con, tại sao con coi phim đen? Con suy nghĩ kỹ đi. Con coi phim đen, coi phim ác để con tìm cái sự kích thích trong đó. Alright. Chị bỏ thôi, đừng coi. Đơn giản quá mà. Ok. Chào anh Việt Thảo. Bấy lâu nay em thường coi chuyện bên lề của anh. Không biết chuyện bên lề của anh bây giờ là lần thứ mấy rồi. Em mới coi chuyện bên lề của anh lần thứ 20 thôi. Má ơi, người ta chuyện bên lề 394 rồi nè. Thấy anh trả lời nhiều câu hỏi hay quá, em rất quý mến anh. Em ở Áo, tức là Austria. Oh, Austria là Áo, Australia mới là Úc. Ở đây là Áo, ở Âu Châu. Em theo đạo Công giáo. Em có một vấn đề, xin anh giúp em. Em có một tật xấu lắm, em đau khổ quá. Em đã bắt đầu biết thủ dâm từ 3 năm nay. Bây giờ nhận thấy thủ dâm là xấu, là có tội, em muốn từ bỏ quá. Xin hỏi anh làm cách nào từ bỏ thủ dâm? Em có thể làm như lời anh đây. Muốn anh dạy, muốn bỏ thuốc lá phải có ý chí, thì muốn bỏ thủ dâm phải có ý chí được không? Em thấy khó quá. Em ráng bỏ vài ngày, vài tuần là em mừng rồi. Sau vài tuần em thủ dâm lại. Tật xấu lắm, em đau khổ quá, xin anh giúp em. Vấn đề em rất tế nhị nên xin anh giấu tên em, anh đừng công bố tên em ra. Lần sau hỏi anh chuyện khác anh có thể. Em 49 tuổi rồi, già rồi, em không có vợ, em sống với em trai 45 tuổi. Mong anh trả lời em, lần sau tâm sự với anh dài hơn, kính thăm gia đình anh vui mạnh. À, em có nói là xin anh trả lời email cho em. Cái chuyện trả lời email nó dài lắm, cho nên trả lời trên chuyện bên lề luôn, mình không nói tên ra. Thủ dâm là gì? Thủ là tai. Thủ nó cũng có nghĩa là đầu. Hai cái chữ viết của thủ và thủ là đầu và tai đó. Hai cái chữ nó khác nhau. Thủ nó có hai chữ khác nhau. Một cái là đầu. Nha. Như là thủ cấp, chặt đầu người ta ra đó thủ cấp. Cái đầu chặt ra. Thủ, thủ là tai. Thủ dâm là mình dâm dục bằng tai. Chứ không phải bình thường. Nha. Dùng tai của mình để tạo sự kích thích. Cái quan trọng, cái điểm mấu chốt ở đây, cái đạo Công giáo hay đạo Phật, cái đó không liên quan nha, không liên quan. Em cho đó là tật xấu. Đối với anh Thảo không nghĩ đó là tật xấu. Người ta quan niệm thôi, cái gì nó không bình thường đó là xấu. Nhưng mà em có nói được cái chỗ này, anh thấy rất hay. Em bỏ được vài ngày, vài tuần là em mừng rồi, sau đó em làm lại. Bây giờ mình phải coi cái nguồn gốc, cái chuyện mà thủ dâm đó để nhằm mục đích làm cái gì? Để nhằm thỏa mãn vấn đề sinh lý. Một người có bạn gái, một người lập gia đình, còn trai trẻ, mỗi một ngày cái quan hệ vợ chồng, cái chuyện gần gũi với nhau có thể xảy ra nhiều lần trong một ngày, trong một đêm. Một tuần có thể nhiều lần, một tháng rất nhiều lần, nha. Ngay cả một ngày nhiều lần nữa. Chứ đừng mà một tuần nhiều ngày, có khi đêm nào cũng có quan hệ. Thì cái sự gần gũi đó bày tỏ sự yêu thương với nhau và cũng để thỏa mãn vấn đề sinh lý. Thì bây giờ vấn đề mình thủ dâm cũng là vấn đề thỏa mãn vấn đề sinh lý. Mà trong khi nếu mà bỏ vài ngày, vài tuần thì cái chuyện nó không bình thường. Bây giờ nhớ nghe cái mục đích cuối cùng là gì? Để thỏa mãn vấn đề sinh lý đi. Thì người có vợ, người có chồng hay là người có người yêu, người ta mỗi đêm một lần, mỗi đêm nhiều lần hay là mỗi ngày một lần, một tuần bảy lần.
thì nó là chuyện bình thường. Thì cái chuyện mình thủ dâm để nhằm thỏa mãn sinh lý mỗi ngày một lần, mỗi ngày nhiều lần, nó là chuyện bình thường. Nhưng mà tùy theo cái sức khỏe, nếu nhiều quá thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nhiều quá nó gọi là lạm dụng. Thì bây giờ không có người yêu, không có vợ chồng thì bắt buộc phải dùng tay của mình. Đó là chuyện bình thường. Cho nên muốn bỏ cái này thì Châu còn cách là phải có người yêu, phải có vợ. 49 tuổi rồi chưa có vợ nhé, nên lập gia đình. Còn trong trường hợp mình là không có thuộc là một dạng đàn ông hay đàn bà, nếu mình là gay, mình là người người ta gọi là bóng đó, thì cũng phải có bạn trai hay bạn gái để giải quyết vấn đề sinh lý. Đó là chuyện bình thường, để mà yêu thương. Nhé. Cho nên nói tóm lại, vấn đề thủ dâm là một sự tự dùng tay của mình để kích thích, để tạo nên cái cảm giác của mình, để nhằm thỏa mãn vấn đề sinh lý. Nó cũng giống như là làm tình với cái người yêu của mình. Nhưng mà chỉ khác nhau ở chỗ, một cái là quan hệ giữa nam nữ, mà một cái là mình tự mình làm cho mình. Thì cái chuyện đó nó ảnh hưởng từ vấn đề là cá nhân của mỗi con người. Do cái sự kích thích, do cái sự đòi hỏi của cơ thể, mà có người có nhiều sự đòi hỏi hay là ít đòi hỏi. Nếu người nào ít sự đòi hỏi hơn thì họ tránh được cái chuyện đó dễ dàng. Còn người nào có sự đòi hỏi quá thì bắt buộc phải làm sao để tạo ra cái kích thích cho mình. Thủ dâm còn đỡ hơn là đi kiếm con người ta hiếp dâm nha. Ok. Rồi. Nói tóm lại là gì? Đi có bạn trai hay có bạn gái, rồi hoặc là lập gia đình, thì như vậy thay vì mình dùng tay thì làm cái quan hệ bình thường giữa con người với con người. Alright, chị Minh Lê lần thứ 394 xin được tiếp tục tư vấn chuyện tình cảm. Cũng khá lâu rồi con không viết thư lên chuyện Minh Lê. Đầu tiên con xin chúc chú và gia đình có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Con xin giấu tên nha chú. Con tên là đó, ở Việt Nam 26 tuổi, chuyện là thế này chú ạ. Con và một người con gái biết nhau cũng 3 năm rồi. Cũng có liên lạc với nhau trong thời gian ấy. Lúc đó cô ấy có bạn trai, con không dám tiến xa hơn vì bạn trai cô ấy là họ hàng với con. Nay thì cô ấy đã chia tay với người bạn trai đó. Con có nói xa nói gần để xem ý của cô ấy, thì cô ấy cũng thích con nhưng không thể quen với con được. Con hiểu là vì ngại với gia đình của con. Vì gia đình của con biết lúc trước cô ấy quen ai. Mong chú cho con lời khuyên có nên tiếp tục thể hiện tình cảm với cô ấy. Con thì không để ý đến quá khứ của cô ấy. Nếu cô ấy quen con thì sợ lời ra tiếng vào của mọi người. Gia đình họ hàng bên con. Mong hồi âm của chú, con cảm ơn chú thật nhiều. Chú thấy có một chuyện hết sức vô lý cái chỗ này. Cái chuyện tình cảm quen biết nhau, nó không có liên quan vậy. Nó tùy theo cái quan niệm của mỗi gia đình. Phong kiến hay là cởi mở, tự do luyến ái, tự do hôn nhân. Nếu mà trong một gia đình phong kiến, theo cái nề nếp cổ xưa nha, thì cái chuyện này là chuyện chết á. Người anh của mình hay người trong bà con dòng họ quen người đó là mình không được quen. Nhưng mà trong cái xã hội ngày nay cởi mở hơn, tự do hơn trong vấn đề luyến ái, thì người ta chẳng có quan hệ gì trong cái chuyện đó, chẳng có quan trọng gì trong cái chuyện đó. Thí dụ bây giờ có hai anh em, mà cái người đó quen với người em rồi, mà sau đó hai người chia tay với nhau, chứ chưa có thành hôn nha, chỉ quen thôi. Sau này đó, rồi hai người chia tay với nhau, không có còn quan hệ tình cảm nữa. Rồi trong một dịp người anh quen được với người cô gái đó, thì họ thương nhau thật sự, họ thành hôn với nhau. Đó là chuyện bình thường. Cho nên phải coi lại cái gia đình của mình, dòng họ của mình có cởi mở hay không. Còn đối với chú đó, cái chuyện tình cảm nó không có liên quan gì cả. Trừ trường hợp mà người trong bà con dòng họ đó đã cưới người đó rồi, sống với nhau mà mình đi lấy người ta thì cái đó không được. Nhé. Còn cái này là hai người đã chia tay mà chỉ mới quen nhau thôi, không có sao cả. Đó là quan niệm của chú. Phải coi lại trong gia đình nha, cái đó quan trọng hơn. Chị Minh lại lần thứ 394 xin được tiếp tục. Hello anh Thảo, anh có khỏe không? Hôm nay đi vô trong Asian Corner, thấy poster quảng cáo là anh sẽ về Charlotte, North Carolina này vào tháng 5. Em viết mail gửi đến anh. Khi nào đến Charlotte, North Carolina, anh có thể phone cho em. Hoặc anh muốn em đón anh ở sân bay, em sẽ rất vui khi đi đón anh. Chúc anh luôn may mắn và mong gặp anh. Em Lâm Sơn. Anh Thảo đã đến North Carolina rồi, đến làm việc cả tuần nay rồi nha. Cho đến thứ hai này anh sẽ rời North Carolina. Có gì mình vô trong chùa mình gặp nhau nha. Xin cảm ơn em. Ok, chuyện Minh Lê lần thứ 394 xin được tiếp tục. Con chào chú Việt Thảo, con là Huy,
fan của chú Thảo tại Việt Nam. Con thắc mắc hỏi chú trong các số chuyện bên lề chú quay tại các nhà hàng, quán ăn hoặc tại các chùa, thì con thấy chú có một người hoặc một đội ngũ quay phim gì đó để thực hiện phần quay phim cho chú tại các địa điểm mà chú tới. Vậy trong chuyện bên lề chú có thể giới thiệu tới bạn xem chương trình đội ngũ quay phim hoặc cameraman đó được không chú? Cảm ơn chú nhiều. Thực ra thì chuyện bên lề Việt Thảo thực hiện, thí dụ như hiện giờ đang ở trong hotel, đang ở trong khách sạn, thì mình dùng cái iPhone của mình để thực hiện chuyện bên lề. Còn bây giờ khi đi ra ngoài, mình đi thu hình ở một cái tiệm hay cái sinh hoạt cộng đồng của người Việt ở khắp nơi, thì mình không có dùng được cái iPhone, tại nó thứ nhất là về vấn đề âm thanh, nó trở ngại. Cái thứ hai, nó không đủ những cái function của nó để thu hình cho nó đầy đủ nha. Các góc cạnh hay là close up, zoom in, zoom out, đại khái như vậy. Cho nên mình cần phải có camera. Mà muốn có camera phải có cameraman, tức là có người quay phim. Thì nếu mà ở nơi đâu người ta có khả năng được, thì người ta sẽ book vé máy bay, đưa cameraman của mình từ bên Cali đi theo qua để thực hiện. Còn ở nơi nào mà không có khả năng thì sẽ dùng cameraman tại chỗ nếu có, không có cũng phải chịu thôi. Thì nếu mà cameraman tại chỗ đó thì phần lớn là cũng có người chuyên nghiệp, cũng có người nghiệp dư, cũng có người ở trong chùa, cũng có người trong nhà thờ. Cho nên đó là lý do tại sao mà cái quality hay là cái sản phẩm làm ra trong chuyện bên lề của Việt Thảo khi làm về sinh hoạt cộng đồng ở mỗi nơi nó đều khác nhau cả. Có lần anh Eric Hiệp Nguyễn Cinema Picture, có người thì ở tại bên Úc, có người ở tại Atlanta, Georgia. Cho nên vấn đề đi đến đâu, ở đâu có phương tiện nào, mình sử dụng phương tiện đó. Mà cái đoàn quay phim của chú thực ra cũng không có mấy người, giỏi lắm người hoặc là hai người tùy theo mỗi một nơi, thì cũng không có gì để mà phải gọi là một cái đội ngũ cả nha. Chỉ có thể là để tên credit của người đó lên video mà thôi. Thì cái người đó cũng là người bình thường, cũng là cầm máy quay. Thành ra cũng không có phải như một đoàn phim lớn mà giới thiệu cho thấy nào là ánh sáng, âm thanh, rồi chuyên viên kỹ thuật hay là nguyên cái xe, một cái container lớn chứa đựng đồ đạc, không có nha. Rất bình thường thôi, đơn giản lắm. Xin cảm ơn. Chuyện bên lề lần thứ 394 xin được tiếp tục. Của Tuấn Huỳnh. Thân chào chú Việt Thảo, con tên là Tuấn, hiện tại con đang sống khu vực Little Sài Gòn, năm nay con 23 tuổi. Con ngưỡng mộ từ chú từ lúc nhỏ xíu. Con mong sẽ có duyên được gặp chú trong một ngày gần nhất. Con đang có một tâm sự rất buồn, không biết chia sẻ cùng ai. Nhưng sau khi xem xong các chương trình chuyện bên lề của chú, con cảm nhận được rằng chú luôn cố gắng đưa ra những lời gợi ý và khuyên bảo rất hữu ích. Con là một du học sinh, con qua Mỹ đã hơn 4 năm rồi. Con đã tốt nghiệp một trường cao đẳng và đang theo học bằng cử nhân ở một trường đại học. Những ngày đầu qua Mỹ, cuộc sống của con gặp rất nhiều khó khăn, nhưng càng về sau thì cuộc sống ngày càng tốt hơn. Con có việc làm ổn định ở một trường cao đẳng đã hơn 2 năm. Con đường ăn học thì ngày một đi lên và con có thêm kinh nghiệm trong việc mua bán và sơn sửa xe hơi cũ. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ đầu năm ngoái. Vào tháng Giêng, tháng 1 năm 2014, con đi chơi Las Vegas với bạn gái con. Và con chỉ thua khoảng 1.200 USD. Rồi sau đó, vì con muốn gỡ lại số tiền đã thua ở Las Vegas, nên con đi các casino ở khu vực Los Angeles, nhưng lại tiếp tục thua thêm đến bây giờ là tháng 4 năm 2015. Con đã thua hơn 100.000 USD và con sa sút trong việc học và việc làm vì đầu óc lúc nào cũng nghĩ cách để kiếm lại số tiền đã mất. Hiện giờ chuyện tình cảm của con đã tan vỡ, tiền ăn học cũng không còn, nhưng con cũng không dám hỏi xin gia đình vì gia đình đã cho con quá nhiều. Hiện giờ con đang sống là nhờ vào số tiền đi làm ở trường cao đẳng. Vì là du học sinh nên con chỉ có thể đi làm một năm ở Mỹ mà không đi học. Nếu sau năm 2015 con không có tiền để tiếp tục đi học thì con sẽ phải về nước. Con không dám nói mọi thứ với gia đình vì ba và mẹ con bị bệnh cao huyết áp nặng. Con biết cờ bạc là con đường cục. Những năm đầu qua Mỹ bạn bè rủ rê, thậm chí cho con tiền chơi con cũng không đi. Nhưng vì một lần dở dại mà giờ tương lai con đang đổ sụp. Con đang rất buồn và bối rối lắm. Con rất mong nhận được những lời khuyên bảo từ chú Việt Thảo sớm. Con chúc chú và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và tràn ngập hạnh phúc. Thân ái, Tuấn Quỳnh. Nhớ một điều, con qua Mỹ bằng đôi bàn tay trắng. Và con đi du học, con có công ăn việc làm vì con học rất khá. Nha. Thì cái chuyện thua đó, chú chắc chắn rằng cái tiền đó không phải riêng của con làm ra đâu mà có gia đình cho nữa. Thì bây giờ tới đây làm sao? Cái chuyện tình cảm cũng tan vỡ rồi. Trở lại ngay từ đầu. Trở lại ngay từ đầu có nghĩa là mình không đi casino, không đi đánh bài để gỡ lại nữa. Nha.
Rồi nói thật cho gia đình nghe. À, mình có thể nói cái lý do như thế nào đó. Có thể nói nó sai sự thật một chút cũng được. Có thể là mình làm ăn thất bại, thua lỗ hay bị người ta giật nợ gì đó không biết. Chứ đừng có nói vấn đề bài bạc thua nhiều khi ảnh hưởng tới ba mẹ. Nha. Cũng phải có một cái lý do chính đáng nào đó để cho biết rằng mình bây giờ trắng tay, không có tiền. Nhờ gia đình giúp đỡ để chi để tiếp tục việc học hay là tiếp tục cái nghề mà mua bán sơn sửa xe gì đó, cái nghề của mình chỉ có đơn giản vậy thôi. Hầu như ai cũng biết cờ bạc nó mang đến một cái đau khổ hay là một cái tan vỡ gia đình, từ chuyện tình cảm đến chuyện con cái vợ chồng. Nhưng mà do cái chuyện lỡ thua rồi muốn gỡ, hay là có nhiều người kẹt quá bây giờ tiếp tục đi đánh để mong hy vọng có dịp thắng lớn để mà có tiền trở lại, thành ra càng ngày càng lắm lún sâu vô. Thì cái chuyện này ai cũng biết cả, và chính chính con cũng biết cái chuyện này. Con không cần hỏi chú đâu, con biết. Nhưng mà bây giờ con nghĩ sao, con nhắm tiếp tục đi được không, tiếp tục gỡ không? Không được thì chỉ còn làm lại từ đầu thôi. Con cũng đã có cái vốn liếng học vấn rồi nha, con cũng đã có bằng cấp nữa, con cũng làm việc có lương nữa, thì hãy sống lại từ đầu. Chỉ có cái người đánh bài khổ cái này nè, lỡ đánh thua nhiều quá rồi bây giờ làm lại tiền vô ích, sao thấy nó ít quá nha. Hãy làm lại ngay từ đầu thôi, đơn giản chỉ có vậy. Nhưng mà phải cho gia đình biết, nhờ gia đình giúp đỡ. Chứng minh lại lần thứ 394 à, đến đây chắc là cũng khá dài. Bây giờ Việt Thảo xin đọc một cái nghịch lý của con người nữa mà anh Tôn Thất Hiệp đã sưu tầm gửi cho Việt Thảo để các bạn cùng chia sẻ. Có thể là niềm vui, có thể là một niềm suy nghĩ về cái nghịch lý của con người như thế nào. Coi nó nghịch lý hay là nó thuận lý nha. Một thiên thần sau khi hết sứ mạng ở trần gian được trở lại thiên đường. Thượng đế hỏi thiên thần nhận xét về con người và cuộc sống của họ như thế nào. Thiên thần vội đáp: "Ôi chao ơi, kính thưa thượng đế, con người là sinh vật vô cùng kỳ quái." Thượng đế hỏi: "Tại sao họ lại kỳ quái như thế nào?" Thiên thần mới hào hứng bẩm cáo: "Họ kỳ quái vì họ sống với vô vàn nghịch lý. À, con xin đơn cử vài điều. Khi không có tiền, họ ăn rau rừng ở nhà. Khi có tiền, họ cũng ăn những thứ rau rừng ấy, nhưng phải tốn nhiều tiền ở nhà hàng sang trọng. Khi không có tiền, họ đi xe đạp. Khi tiền bạc rủng rỉnh, họ cũng lại đạp cái thứ xe đạp rất đắt tiền để tập thể dục. Khi không có tiền, họ phải đi bộ cả ngày kiếm cơm. Khi có khá tiền, họ cũng phải đi bộ để giảm béo. Ôi con người, họ có bao giờ không dối lừa ngay cả với bản thân của mình? Khi không tiền thì họ khao khát được kết hôn. Khi có tiền rồi, họ lại ước muốn được ly dị người đã đồng cam cộng khổ thuở họ còn hạng phi. Khi không tiền, vợ họ thành thư ký người giúp việc nhà. Khi có tiền, thư ký của họ được biến thành vợ hai, vợ ba để theo họ đi du hí. Khi không tiền, họ thích chơi sang như người giàu có. Khi có tiền, lại giả vờ sống như kẻ nghèo rớt mồng tơi. Ôi con người, họ chẳng bao giờ nói ra lời thật đơn giản. Họ nói chơi cổ phiếu là không tốt nhưng rất say mê đầu tư chứng khoán. Họ nói tiền bạc là tai họa nhưng cứ lao khổ tích lũy cho nhiều. Họ nói địa vị cao thật cô đơn nhưng luôn thèm muốn chức quyền và lo lót khối tiền chạy chức. Họ nói cờ bạc rượu chè trai gái có hại nhưng cứ mê man với những thứ đó. Ôi chao con người, họ chẳng bao giờ hiểu thấu đáo những gì họ nói và không bao giờ nói ra những gì họ muốn nói." Thượng đế cười gian và phán rằng: "Thế mới là con người đầy mâu thuẫn và dục vọng. Con thật không may chỉ gặp những con người như thế vốn đầy dẫy trên trái đất. Số ít ỏi còn lại không có những hành vi nghịch lý này đã biết tri túc và giác ngộ thành người." Ở dưới ký tên là Huỳnh Huệ. Cho nên cái câu chuyện nghịch lý của con người này, hy vọng rằng nếu mà cái em gì đầu tiên đó nói là muốn tự tử chết, hay là những bạn mà thắc mắc với Việt Thảo về vấn đề bài bạc chẳng hạn, thì qua cái nghịch lý của con người này mình có thể tìm được cái thuận lý trong cái đời sống của mình. Chị Minh Lệ lần thứ 394 đến đây xin tạm chấm dứt. Việt Thảo hẹn lại các bạn trong những chuyện Minh Lệ kế tiếp. Thank you and I love you.